quý vị, công trình ngày hôm nay của chúng ta là một công trình mang theo phong cách bán tân cổ điển. Và khuôn viên đất như quý vị có thể quan sát ở hình ảnh flycam thì đây là một khuôn viên rất là rộng. Chính vì thế mà khi chúng ta sử dụng khuôn viên đất này xây dựng một căn nhà vườn thì hoàn toàn là một điều rất là tuyệt vời, đúng không nào? Thu Trang đang di chuyển trong khuôn viên sân vườn của công trình. Như ở đây thì công trình vừa mới được xây dựng xong và phía trước mặt tiền cũng đã được chủ đầu tư bố trí một cái phần khoảng đất nho nhỏ để chủ đầu tư có thể trồng những cái cây yêu thích này. Ví dụ như có những cái gốc đào hay là gốc bưởi ở đây rất là đẹp quý vị nhé. Và đặc biệt hơn là sẽ có những cái chậu cây chờ như thế này. Trong ý định của chủ đầu tư là trồng rất nhiều cây cảnh cho ngôi nhà nhà mình rồi, nên là sau này khi mà hoàn thiện xong toàn bộ cái phần hạng mục sân vườn thì chắc chắn đây sẽ là một công trình rất là lung linh. Và quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì đây là một công trình mang theo phong cách bán tân cổ điển. Chính vì thế mà quý vị sẽ quan sát được một số cái đặc trưng của phong cách này. Đầu tiên thì cái phần mặt tiền của công trình này được trải dài với diện tích với kích thước là gần 20m và chiều sâu lên đến gần 10m quý vị nhé. Một cái ngôi nhà vườn rất là rộng như thế này thì lát nữa chúng ta sẽ vào để xem công năng bố trí như thế nào. Và những cái đặc trưng cho phong cách bán tân cổ điển đầu tiên sẽ là thước cột. Quý vị có thể thấy là thước cột trước sảnh ở đây làm rất là sang trọng và nhìn đẳng cấp, với cái kích thước cột lên đến 60-60. Khi Thu Trang đứng ở đây thì hoàn toàn thấy được cái sảnh của công trình rất rất là rộng. Chính vì thế mà thước cột cũng phải để những cái kích thước nó rộng và lớn hơn một chút để cho nó cân đối với cái bố cục sảnh, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có thể để ý cái phần vòm sảnh như thế này quý vị nhé. Đúng là một công trình mang theo phong cách bán tân cổ điển nên là cái phần sảnh sẽ có thiết kế là hình vòm để cho những cái phần nét đặc trưng của phong cách bán tân cổ điển được nổi bật hơn. Đặc biệt hơn là tại vị trí đầu cột thì cũng đã được các kiến trúc sư thiết kế với những cái đường nét phào chỉ nó nhiều hơn một chút, lặp lại nhiều hơn một chút để chúng ta có thể thấy được những cái nét đặc trưng và những cái sự sang trọng thanh thoát trong công trình này. Hệ thống mái thì tất nhiên rồi, được sử dụng hệ thống mái Nhật. Với cái chiều cao của hệ thống mái Nhật này thì hoàn toàn rất là hợp lý cho một công trình nhà một tầng như thế này quý vị nhé. Ở đây thì Thu Trang thấy là cái phần chân của công trình không được ốp mà ở đây sẽ là cái sự lựa chọn là sơn giả vân đá quý vị nhé. Khi mà chúng ta nhìn từ xa chúng ta sẽ nghĩ là đây là công trình được ốp, nhưng mà không. Ở đây các thợ thi công đã rất là khéo léo để có thể sơn ra những cái phần sơn giả vân đá như thế này, làm nổi bật cái công trình nhà hơn. Và cái tông màu Thu Trang thấy cũng rất là nhã nhặn khi mà sử dụng kết hợp giữa màu trắng sứ với lại cái màu vân đá xám như thế này. Nó là hai cái tông màu kết hợp với nhau rất là rõ nét và nổi bật. Và không chỉ ở phía trước mặt tiền chủ đầu tư bố trí khoảng đất đâu mà ở phía dưới chân công trình chủ đầu tư cũng đã bố trí những cái phần khoảng đất nhỏ nhỏ như thế này. Đó, đây là một gốc na thì phải. Như Thu Trang biết là chủ đầu tư cũng là một người rất là yêu thiên nhiên nên là mọi góc của công trình sẽ có những cái điểm xanh để làm điểm nhấn rất là lớn. Ở phía góc bên tay phải, Thu Trang chưa giới thiệu với quý vị là có một cái phần lam bê tông ở phía trên quý vị nhé. Lam bê tông này thì thực chất nó sẽ là phần trang trí cho công trình thôi, chứ nó sẽ không có vai trò là che nắng che mưa gì cả. Nó sẽ là một điểm nhấn cho công trình. Và cái phần cột này, phần trụ cột này cũng không phải là cái phần trụ cột chịu lực cho công trình nữa, mà chỉ là phần cột trang trí thôi quý vị nhé. Rồi, chúng ta sẽ quan sát thêm những cái phần hệ thống cửa này. Cửa chính thì được chủ đầu tư lựa chọn làm cửa gỗ lim Nam Phi. Còn lại là những cái phần cửa thông cũng như là phần cửa sổ thì được chủ đầu tư sử dụng lựa chọn ưu tiên là những kính sinh pha toàn bộ. Khi mà chúng ta sử dụng những kính như thế này thì một ngôi nhà vườn một tầng như thế này sẽ lấy được rất nhiều ánh sáng tự nhiên này, đón được nhiều năng lượng tự nhiên hơn thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống rất là thoải mái. Phía bên tay trái này thì sẽ có một lối để tiếp xúc với cái phần sảnh phụ nho nhỏ trong nhà quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong để xem là với một ngôi nhà một tầng có diện tích như thế này thì sẽ được bố trí công năng như thế nào quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, Thu Trang đang đứng tại sảnh của công trình và như quý vị có thể thấy được những cái mà Thu Trang vừa mới giới thiệu, đó là sảnh của công trình này rất là rộng. Chính vì thế mà khi chúng ta đứng đây chúng ta thấy rất là thông thoáng quý vị nhé. Và chúng ta có thể quan sát hoàn toàn những cái không gian xung quanh nhà mình. Và vị trí cửa chính ở đây cũng đã được chủ đầu tư lựa chọn với kích thước rất là lớn, lên tới hơn 3 mét quý vị ạ.
một cái bộ cửa mà có kích thước như thế này thì nhìn công trình nhà mình rất là hoành tráng rồi. Và khi chúng ta đi từ ngoài vào trong, đầu tiên sẽ là không gian phòng khách kết hợp với không gian phòng thờ, với cái trục sinh hoạt chung sẽ là để ở giữa này, và hai trục hai bên sẽ để làm khối ở, quý vị nhé. Phía bên tay trái đây sẽ có một phòng ngủ này, rơi vào 13m2, hiện tại đang có người sử dụng nên là Thu Trang không tiện giới thiệu. Còn phía mặt tiền của công trình đây sẽ là một khu phòng nhỏ để chúng ta có thể làm nơi để đồ, hoặc nếu tùy vào nhu cầu sử dụng, chúng ta có thể dùng cái căn phòng nhỏ đó làm phòng thờ, miễn là chúng ta sử dụng như thế nào cho hợp lý và cho thuận nhất với cuộc sống của mọi người trong nhà. Ở đây thì công trình vừa mới được lên nhà mới nên hiện tại thì chủ đầu tư đang đặt cái phần nội thất trong công trình cho đầy đủ hơn. Thu Trang quan sát được là cái phần thạch cao cũng đã được xử lý toàn bộ trong công trình rồi, và hệ thống ánh sáng cũng rất là tốt. Với cái phần ngoại thất là chúng ta có được cái phong cách bán tân cổ điển, thì ở bên trong thì thạch cao chủ đầu tư cũng đã rất chú trọng về cái phần phào chỉ cũng như là trang trí họa tiết này. Có những cái phần đường họa tiết cũng rất là đẹp ở đây nữa, khi mà chúng ta thắp điện lên rất là lung linh. Ở phía bên tay trái này thì đây sẽ là không gian khu vực bếp, và vị trí này thì mai sau sẽ được bắn vách để ngăn cách giữa khu vực bếp và không gian phòng khách, quý vị nhé. Đây, hiện tại chủ đầu tư đã bố trí cái phần loa cũng như là tivi rất là hoành tráng, quý vị này. Sau này thì sẽ kết hợp cùng với bộ bàn ghế, chắc chắn là đây là một nơi tiếp khách rất là lý tưởng. Ở đây là vị trí đặt án gian của nhà mình này. Đó, khối ở phía bên tay phải này thì chúng ta sẽ đi lần lượt nhé. Từ phần mặt tiền kia sẽ có hai phòng ngủ để cạnh nhau này. Gần như là những cái phòng ngủ này thì sẽ có diện tích tương tự nhau. Và đi sâu vào bên trong này thì sẽ có một phòng ngủ master, quý vị ạ. Phòng ngủ này thì cũng có diện tích rơi vào 13m2. Đây sẽ là vị trí để chúng ta có thể để vệ sinh riêng này, vệ sinh riêng cho căn phòng này. Một căn phòng không cần quá lớn, nhưng mà chúng ta sẽ bố trí được những cái khoảng không gian làm sao để cho người sử dụng cảm thấy thoải mái nhất. Và đây sẽ là lối để chúng ta có thể đi ra phía sân ướt của công trình. Quý vị cũng có quan sát thì chắc chắn là chưa thấy cái khu vệ sinh chung ở đâu. Thì đây sẽ là một khu vệ sinh trung tầng để chúng ta có thể sinh hoạt riêng rẽ ra bên ngoài. Chủ đầu tư cũng có ý định là có mong muốn là để vệ sinh ra bên ngoài sẽ thông thoáng và sạch hơn. Đó, chúng ta vừa được đi hết một vòng ở đây rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn lại một chút cái không gian bên trong và bên ngoài của công trình này như thế nào nhé. Quý vị ơi, chúng ta vừa được tham quan mẫu nhà một tầng theo phong cách bán tân cổ điển. Quý vị có yêu thích mẫu nhà này không? Hay là quý vị đang có dự định xây một căn nhà như thế này không? Thì quý vị hãy để lại số điện thoại hoặc là liên hệ ngay với hotline của VC Home để Thu Trang có thể tư vấn một cách trực tiếp hơn nhé. Còn bây giờ Thu Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của VC Home để nhận thêm nhiều thông tin các mẫu nhà đẹp hơn nữa. Bây giờ Thu Trang xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.